giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm cao cấp, tuyệt hảo đến từ Bordeaux của Pháp, đó là trà vàng Château Catalyst. Rượu vang vùng Bordeaux là những loại rượu vang ngon và nổi tiếng trên thế giới. Nơi đây là một trong những vùng trồng nho, làm rượu lớn nhất nước Pháp. Khi nhắc đến rượu vang Pháp Bordeaux, người ta sẽ nghĩ ngay đến 3 điều: phong cách vang đa dạng, chất lượng rượu xuất sắc cùng với sản lượng rượu khổng lồ. So với những loại rượu vang khác, vang Bordeaux có giá thành khá cao, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng với chất lượng mà nó mang lại. Château Catalyst, một chai vang ngon thượng hạng lên men từ 3 giống nho nổi tiếng như Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc và Merlot, được ủ theo công nghệ lâu đời của Italy, mang đến hương vị khó quên cho bất cứ ai có cơ hội thưởng thức. Với thể tích 750ml, chai vang có màu ánh tím đặc trưng với vị tannin dai dẳng, hậu vị ngọt từ các giống nho quý và các loại trái cây lên men, mang hương vị thơm ngon rất hoàn hảo khi được sử dụng với các món tráng miệng, salad, thịt đỏ và mì spaghetti. Bên cạnh đó, với vẻ ngoài được thiết kế sang trọng, tinh tế, chai vang Catalyst rất thích hợp để làm quà biếu tặng trong những dịp lễ Tết đặc biệt. Vậy là Trâm đã giới thiệu xong về chai vang Catalyst rồi. Hãy follow kênh Rượu Vang Trâm Present để khám phá kho vang đồ sộ nhé!